Là gần gần phải không, có dính không? Ôi mạnh à, con này mạnh à. Chuột này nó phá dữ lắm mà. Có là nó đi đây vô trong phèo vào rồi. Là Bữa tối là bữa trưa hôm qua con gặp nó rồi. nguyên ngày hôm qua nó quậy dữ lắm hả? Vậy chuột này mà cũng quậy. Tránh 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 nó che tối này luôn. Bị đắc tuổi nè, thì sao á, Nói sao? nó bị đắc tuổi hay sao á, Gách đùi à? để cái đùi của nào kìa, Cái đó là như chuột con hay gì á, chuột nhỏ nó hay gì á. con hả, con đó hả, Dính hai con luôn. Nếu mà tối hồi tối này Long mà đi lạng hoàng là Long cũng dính chung với chuột này luôn đấy. Dính bảy chục đám này luôn. không bao giờ đi tiểu phương này đâu. Ai biết được, nhiều khi nửa đêm mà đi lạng quạng đạp lên đây dính nguyên bầy luôn. Lông là dính đây là khỏi gỡ luôn. Lông cho biết ý kiến cảm nghĩ thế nào khi mình bẫy được chuột. Dạ. Cho biết cảm nghĩ coi, khi mà mình bẫy đường chuột trong lòng cảm thấy sao? Rất sướng. Sướng sướng sao, nói Không diễn muốn tả gặp gặp nó đi lăng quăng nữa. sao Tại hết nó đi lăng quăng nó đi vô nhà, vô về nhà. cửa. Ông cuối cùng cũng ngoài vô Về Long nói mấy lời cuối cùng với chuột hả? Đây là cuộc sống của mày đó. Lát nữa mày bị chết thôi. Lâm định giết nó hay là làm sao với nó? Bỏ phôi dùng mình nói nhưng mọi người ở mấy dân chủ khác. Tội nghiệp nó không? Tội gì? Mấy con đời nó cũng mạnh là tội. Giờ mình đổ nước sôi nó bỏng rồi sao? Thì làm gì? Giờ mình làm gì ta? Hả nó hả? À. Không phải hả? Nhắm mày thả không? Không hả đâu. Dạ. Hả làm gì? Bây giờ mày